Tập 21. Giang Lỗi. Em đến rồi. Cái này là quà cảm ơn, món quà anh tặng lần trước. Cảm ơn, ngồi đi. Chỉ thế này sao? Cũng không mở ra xem thử là cái gì à? Anh không phải nói hai lời chứ? Mộng Khiết, chúng ta hẹn hò đi. Hẹn hò? Đừng có không chính thức như thế. Em đi đây. Em tặng anh cà vạt hoàn toàn không có nghĩa là em có ý với anh. Đừng hiểu lầm. Minh Châu. Minh Châu, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Gần đây có ổn không? Tôi à? Tôi đương nhiên là rất tốt rồi. Nhưng mà nghe nói cô bị công ty đuổi việc rồi. Cô nhất định là sống không tốt lắm. Tôi lên trên trước. Tôi trước kia vẫn mãi không biết Giang Lỗi tốt như vậy. Cho đến gặp được cô, lúc đánh cô một bạt tay, tôi mới phát hiện thật ra anh ấy cũng rất có sức hút. Tôi cuối cùng cũng biết tại sao mười mấy năm nay cô vẫn mãi cứ quấn lấy anh ấy. Thực sự bị đuổi việc rồi. Diệp Minh Châu, cô đúng là ăn gan hồng lăng báo rồi. Chả trách là nữ hiệp. Tính cách của giám đốc Giang đâu dễ chọc vào đâu. Cô phải xem cho rõ tình hình rồi hành động chứ. Cô giờ hiểu rồi đó. Mọi người, vô cùng cảm ơn mọi người khoảng thời gian này chăm sóc và giúp đỡ tôi. Cũng hy vọng mọi người sau này công việc thuận lợi. Sau này gặp lại. Cô ấy cũng bị đuổi việc rồi. Chúng ta có khi nào cũng bị đuổi không? Đừng nghĩ nhiều nữa, mau chóng làm việc đi. Tiên sinh, cà phê của anh đây. Cảm ơn. Dùng thông thả. Thế nào? Lịch trình ở Mỹ rất chắc. Sao mà nhìn mệt mỏi dữ vậy? Vốn dĩ việc muốn làm rất nhiều, còn thường xuyên gặp phải mấy tên đàn ông nhàm chán quấy rối. Đây là nhất định rồi. Vì ưu tú như vậy, không ai quấy rối mới là vấn đề đó. Nhưng người mà dì muốn được quấy rối là giống như một khúc gỗ vậy. Thật là. Ai là khúc gỗ vậy? Không nhắc nữa. Dì nói con nghe. Con muốn dì nghe ngóng chuyện của ba con. Dì đã nghe ngóng rồi. Thế nào? Lý Dân, ba con là một người vô cùng đáng gờm. Là người được để ý nhất trong số kiến trúc sư năm đó. Ông ấy năm đó có phải tham dự nghiên cứu ảnh hưởng của lún đất mềm đến nhà cao tầng không? Con là nói đến kiến trúc xây móng chìm và khắc phục hiện tượng thấm đá, là hạng mục đó phải không? Phải. Ông ấy lúc đó ở chỗ nào?
Cái này dì cũng không rõ ràng. Ông ấy rất nhanh rời khỏi nước Mỹ rồi, bởi vì mùa thu năm đó con được sinh ra. Vậy sau đó thì sao? Sau đó dì nghe nói họ chết trong một cơn bão. Những thứ đó con đều biết rồi. Con cũng là gần đây mới biết. Vậy dì có tra rõ ràng thời gian cụ thể bọn họ mất hay không? Ngày 12 tháng 8 năm 1986. Cảm ơn. Ngày 12 tháng 8 năm 1986. Đứng lên. Làm gì vậy ông nội? Ông hỏi con, công việc hôm nay con làm xong chưa? Con sắp mệt chết rồi này. Con làm xong hết rồi. Thật đó. Trời biết, đất biết. Còn có cái con người tên Triệu thông minh này, anh ta cũng biết phải không? Anh nói ông biết đi. Tốt. Bắt đầu từ hôm nay, sau khi công việc tổ A của con xong rồi, thì đến tổ B kết thúc công việc. Không phải, dựa vào đâu? Công việc của con làm xong rồi. Con bây giờ mệt rồi, con muốn về nhà. Về nhà, con đi không? Con không đi. Con đi không? Con không đi. Con không đi. Không phải chứ, ông bóc lột sức lao động của con đó. Ông bóc lột con. Được. Hay là ngày mai ở nhà ăn một mình đi. Nếu như cậu có thể ở công trường kiên trì thêm một tháng, tôi nhất định thuyết phục ông tôi thăng cho cậu thành tổ trưởng vật liệu. Con đi. Đương nhiên phải làm. Ông chủ lý, ông nghỉ xíu đi. Vậy con đi làm việc đây. Ông uống thêm chút nước đi. Trong người nóng quá rồi đó. Con, bye bye. Đừng có gấp mà. Biết rồi có thể không gấp sao? Có chuyện gì thế? Thật sự bị đình chỉ rồi sao? Còn có thể giả sao? Lúc cậu ở sân bay nói với tôi còn tưởng cậu đang đùa. Bọn họ có lý do gì để đình chỉ cậu chứ? Rốt cuộc là chuyện gì thế? Còn không phải vì chuyện của Hạ Cường. Giang Lỗi ở sau lưng đâm tôi một đao. Anh ta báo với cấp trên, nói tôi hạn chế tự do của đương sự. Tên khốn kiếp này, Giang Lỗi. Không phải là nói thêm một lát thôi sao? Tôi đi tìm cậu ta. Gì à? Tĩnh Lan. Tĩnh Lan. Không phải là vì lần trước tôi nói chứ? Chuyện chúng ta lạm dụng kinh phí xây dựng chứ? Là tôi nhìn lầm một người. Ông nội, ông hôm nay làm sao vậy? Tại sao ban ngày lại đi uống rượu rồi? Đây là lương thực của ông. Ông nội, xảy ra chuyện gì rồi sao? Tiểu Siêu không có nói gì với con sao? Không có. Anh ấy sao vậy? Trên thế gian này, ông chỉ còn có một mình Tiểu Siêu, là người thân duy nhất trên đời. Bây giờ nói vậy mà lại bỏ rơi ông rồi. Sao mà ông sống tiếp được? Ông nội, ông được uống nữa, như vậy sẽ làm hại sức khỏe ông đó. Ông vừa nói anh ấy bỏ rơi ông. Đây là sao chứ? Là có ý gì? Bà mẹ của Tiểu Siêu là vì ông mà chết. Ông nội, ông nói gì?
sao lại vì ông mà chết được chứ? Mỗi lần ông nhớ tới chuyện 30 năm trước, trái tim của ông đau như sắp chết vậy. Tiểu Siêu đáng thương, nó từ nhỏ đã biến thành cô nhi. Tất cả thứ này đều do ông gây nên. Hại Tiểu Siêu phải gánh vác một mình. Kẻ đáng chết là ông mới đúng. Ông nội. Cái gì? Để con làm trưởng bộ phận phát triển kỹ thuật. Tại sao lại giáng chức con? Cái xe mà con đâm, bây giờ cả tập đoàn đều biết rồi. Người làm chủ tịch như ba, không trừng phạt gì đối với con. Làm sao bà ăn nói với hội đồng quản trị được? Cho dù là thế, cũng không thể giáng chức được. Được rồi, con cứ coi như nằm gai nếm mật. Tất cả bắt đầu lại từ đầu, được không? Gì nhỏ? Cậu có còn là đàn ông không? Gì nhỏ, anh đừng quản. Giang Lỗi, bạn gái mười mấy năm cậu có thể đá nó. Bạn tốt bao nhiêu năm, cấp trên của cậu, cậu cũng có thể đâm sau lưng một đao. Làm như vậy có chỗ nào tốt với cậu chứ? Tiến sĩ Lâm, tôi làm vậy đều là vì lợi ích của công ty. Bà không phải là người của tập đoàn Bằng Đạt sao? Giang Lỗi, nói hay lắm. Cậu nói không sai. Lâm Tĩnh Lan tôi chẳng qua cũng chỉ có thế. Anh rể, hoặc là bây giờ anh cắt chức em, hoặc là em làm thịt anh. Em nói chuyện kiểu gì thế? Em là cố vấn hàng đầu của tập đoàn Bằng Đạt. Đừng gấp mà. Giang Lỗi, tôi hy vọng cậu ăn ngon ngủ yên và nhớ kỹ cú đấm này. Sau này đừng có rơi vào tay tôi. Các vị, tôi xin tuyên bố sắp xếp nhân sự mới nhất. Bắt đầu từ hôm nay, giám đốc Hạ sẽ là trưởng bộ phận phát triển kỹ thuật, làm việc cùng một phòng làm việc với mọi người. Trợ lý Triệu, lập tức sắp xếp một vị trí cho anh ấy. Dân, anh nói gì? Anh muốn hủy bỏ phòng làm việc của tôi. Còn nữa, Diệp Minh Châu vì lý do cá nhân đã từ chức rồi. Được rồi, mọi người bắt đầu làm việc đi. Toàn bộ đều thất bại rồi. Tôi nói này, anh thầy bốc phép, bây giờ vừa mới bắt đầu, sao anh có thể ngồi lòng được chứ? Anh có từng nghe qua một câu nói, thất bại là mẹ thành công? Phải phải. Mặc dù tôi rất xem trọng phương án sau khi cô điều chỉnh, nhưng thao tác thực tế lại lũ lượt thất bại, không thể không khiến tôi hoài nghi tính chỉnh thể trong phương án cô điều chỉnh. Cô nói xem sao tôi có thể, sao tôi lại bị che mắt được chứ? Tôi trước giờ chưa từng thất bại bấy nhiêu đó lần. Sao vậy? Bị đả kích rồi, có cảm giác thất bại rồi? Là sợ tổn thất danh tiếng tiến sĩ của anh, lòng hư vinh? Cũng phải. Minh Châu, cô làm những thứ này quả thật phí không ít tâm huyết, điểm này rất đáng được khẳng định. Nhưng mà cục bộ phá hoại cả tổng thể. Cục bộ phá hoại tổng thể. Đúng vậy, chính là vấn đề này. Nhưng sao anh không nói sớm chứ? Vì nãy tôi vừa tính nói, tôi xem chút là bị đóa hoa đào này của cô che mờ hai mắt rồi, mới dẫn đến việc tôi không phân biệt rõ ràng, bỏ lỡ mấy việc lớn này. Nói gì thế? Ai là đào hoa? Cái gì che mờ mắt? Không phải, tôi chỉ là ví dụ. Anh muốn ăn nấm mà. Ai? Đùa thôi mà. Ai đào hoa nói đi. Tôi đào hoa. Tôi đào hoa. Được chưa? Bỏ đi, tha cho anh lần này. Nếu không chúng ta ra ngoài chơi đi. Cái gì?
khoảng thời gian này sắp khó chịu chết tôi rồi. Cô khó chịu chỗ nào? Trong đầu lúc nào cũng là bản đồ lộ tuyến, sắp nổ tung rồi. Chúng ta cắm trại đi nào. Đi chơi thật sao? Được. Hôm nay không kịp. Thế này đi, ngày mai đưa cô ra biển. Không được, chúng ta tới công viên để cắm trại đi. Cắm trại công viên cũng được. Cô không được hối hận nha. Nào nào, móc ngoéo đi. Cắm trại công viên, vậy cũng ăn gì? Chỉ cần không phải là cá mú là được. Vậy tôi chuẩn bị canh cá trích đậu phụ. Bà chủ, mua kiện của bà đây. Cảm ơn. Thiếu gia, chào cậu. Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Không có gì. Sao con về sớm vậy? Con quay về lấy đồ. Cái trong tay mẹ là... Phải rồi, tối nay con có ăn cơm nhà không? Không, con hẹn người ta bàn công chuyện, lát nữa đi ngay. Mẹ, sắc mặt mẹ gần đây nhìn không tốt lắm. Hay là con bảo thím Tôn hốt ít thuốc bổ về bồi bổ. Không cần đâu, cảm ơn con. Vậy thì được, con lên lầu đây. Minh Châu không phải con gái mình. Đứa bé này có phải Minh Châu không? Tôi trước giờ chưa nhìn thấy đứa bé này. Đây là lý lịch của Diệp Minh Châu. Bà nhìn xem nhóm máu của nó đi. Nhìn đi, nhóm máu AB. Hạo Minh, em thật có lỗi với anh. Xin lỗi, em cũng không biết nói gì với anh nữa. Em đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với anh rồi. Em sẽ chuộc tội với anh. Thật đó, em sẽ chuộc tội với anh. Anh ở trên trời, nhất định phải sống thật tốt. Nghe thấy hay chưa? Bà chủ, là bà sao? Thật sự là bà rồi. Sao trùng hợp thế? Bà cũng ở đây à? Sao cô lại đến đây? Tôi ra đây tản bộ, sẵn tiện đi hóng gió. Thật là có duyên. Vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Bà sao lại nhìn thương tâm như vậy? Thật ra con tôi đã làm mất nó ở chỗ này. Chính là rơi xuống biển này đó. Tôi rất ngoài ý muốn. Là cô thu hút tôi. Tôi cứ tưởng đứa bé đó chính là cô. Không ngờ rằng tôi nhầm lẫn rồi. Thời gian trôi đi, người làm mẹ sao có thể không nhận ra con của mình chứ?
Bà cũng đừng có buồn quá, bà vẫn còn một đứa con gái mà, còn có mộng khiết mà, phải không? Phải. Tôi rất cảm kích nó. Không có nó, tôi không sống được đến hôm nay. Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ nhớ tới Đình Đình. Cho dù bây giờ Đình Đình còn sống trên thế gian này đi nữa, tôi cảm thấy cô ấy cũng sống vô cùng khỏe mạnh, cũng vô cùng nghĩ thoáng. Có lẽ cô ấy đang ở một góc khác trên thế gian này, trong lòng cô ấy cũng nhớ tới người mẹ ruột của mình, cũng đang âm thầm yêu bà ấy. Cho nên bà đừng có buồn quá nữa được không? Phải, nó sẽ như vậy. Tôi thực sự rất nhớ nó. Đình Đình cũng không hy vọng nhìn thấy bà như bây giờ đâu. Cô ấy hy vọng mẹ mình vui khỏe, sung sướng, khỏe mạnh. Cho nên bà hãy bảo trọng, nhất định phải chú ý sức khỏe. Tôi sẽ mà. Cô cũng bảo trọng bản thân, sống cho tốt. Tôi sẽ mà. Mẹ, cô nói gì? Không có gì, đã rất trễ rồi. Bà mau quay về đi. Xin lỗi. Xin lỗi mẹ. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Chuyện đó vẫn chưa giải quyết được sao? Luật sư Lưu, chuyện của anh đã rửa sạch chưa? Đó không phải chuyện của tôi, của anh. Giang Lỗi đá tôi ra ngoài cũng sẽ đá anh ra giống như vậy. Nực cười. Anh cho rằng tôi không biết người luôn muốn dạy dỗ tôi là anh sao? Giang Lỗi thật ra đang bảo vệ tôi. Bảo vệ anh chỉ là để đề cao bản thân anh ta thôi, từ đó đánh bại anh. Anh bây giờ chẳng qua chỉ là một viên chức bình thường, còn Giang Lỗi là giám đốc danh xứng với thực. Tôi thừa nhận, anh ta quả thực không dễ đoán được. Lịch sử đều là vết xe đổ. Nghe nói qua Cổ Tư đoạt đích chưa? Anh cho rằng tôi sẽ khư khư nghĩ đến phần di sản của ba tôi? Tập đoàn Bằng Đạt là tài sản tư nhân. Người đứng sau lưng anh là ba anh. Quyền thừa kế của anh cũng là di sản của ba anh. Nhưng theo tôi thấy, anh mấy năm nay không thể trở thành tổng giám đốc. Năng lực, ba anh nghi ngờ năng lực của anh. Nhưng có người vẫn đang tìm kiếm cơ hội. Hắn chính là đối thủ của anh. Giang Lỗi. Anh ta lật đổ được anh, nhưng chưa chắc lật đổ được tôi. Được rồi,
suy nghĩ cho kỹ đi. Có tình hình gì thì liên lạc với tôi. Xem kìa, rất phong phú. Phong phú quá đi, bà chủ. Sau này mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Không phải, bà chủ, chủ tịch Hà. Sau này thật có thể thế này sao? Được, đương nhiên là được. Tôi đồng ý với Huệ Lan rồi. Được, được. Anh xem, chịu lỗi công việc bận rộn. Đàn ông như anh làm cơm cũng không tiện. Cứ tới nhà tôi ăn đi. Bà chủ, chủ tịch Hà. Sau này nếu thật thế này, tôi giơ hai tay tán thành. Tiểu lỗi nhà chúng tôi cũng rất vui mừng. Phải không tiểu lỗi? Cảm ơn ý tốt của bác gái. Chúng con có thể tự chăm sóc được, không cần khách sáo. Anh không phải nói muốn cùng ăn cơm sao? Tiểu lỗi, con xem, con giúp tiểu cường nhiều việc như vậy, bác còn muốn cảm ơn con này. Cùng ăn bữa cơm với mọi người cũng là nên mà. Tiểu lỗi, bà chủ với chủ tịch Hạ đã quyết định rồi, còn còn từ chối nữa là không lễ phép đâu. Ngày tháng sau này còn dài mà, có thời gian cứ đến ăn cơm. Dù sao nhiều thêm mấy đôi đũa, mọi người cũng náo nhiệt hơn. Phải phải, chủ tịch Hạ bà nói rất đúng. Tốt quá. Mời dùng. Được. Nào ăn cơm đi. Cuối cùng cũng đến. Gần đây tâm trạng điều chỉnh sao rồi? Chị em bảo em cái này trả cho anh. Chị ấy phát hiện rồi. Em ngốc à? Những thứ này sao có thể để ở nhà chứ? Chị em nhất định sau khi nhìn thấy đố kỵ nên mới thế đấy. Nói bậy nói bạ. Dù sao bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng. Đi đây. Chờ chút. Cái này đủ để thể hiện tâm ý của anh rồi chứ. Thứ này là thật hay là giả thế? Em cảm thấy Hạ Cường anh giống người đưa đồ giả cho người ta sao? Làm gì mà cứ mua đồ mắc tiền mãi thế? Dò thám cái tim em à? Không phải dò thám, là anh thật lòng. Thật ra khoảng thời gian ở cùng với em, anh cảm thấy rất sung sướng, rất vui vẻ. Những ngày tháng không có em, bầu trời của anh như dáng sấm sét. Những người có tiền như các anh, có phải cảm thấy bản thân không thể chấp nhận được chứng u út thì không đủ cao cấp không? Diệp Kim Châu, em cảm thấy chỉ cần có tiền mỗi ngày đều vui vẻ. Bỏ đi, dù sao có nói em cũng không hiểu. Nhưng mà sau khi quen với anh, em sẽ từ từ hiểu ra. Còn nữa, lúc nào cũng làm tốt việc chuẩn bị làm phu nhân chủ tịch tương lai đi. Phu nhân chủ tịch tương lai. Cạn ly. Thử một miếng xem. Tay nghề tiến bộ. Đến lúc đó ăn kèm với trái cây, phối thêm đồ uống là cũng được rồi. Chào nha. Gọi anh làm gì thế? Làm phiền anh ngủ này. Em làm sushi cho anh này. Anh nếm thử xem. Ah.
Này, không tốt lắm đâu. Trong công viên nhiều người như vậy. Không được, anh thử một chút đi. Ngoan mà. Vậy thế em hôm nay đáng yêu như thế, anh đành thử một miếng. Thế nào? Ngon không? Mùi vị cũng không tệ. Vậy anh thưởng cho em một miếng. Anh nằm mơ đi. Thật vô dụng. Nằm mơ giữa ban ngày cũng bị người ta ức hiếp. Chú, con chuẩn bị hồng trà cho chú. Có thể vào nói với chú vài câu hay không? Mau vào đi. Sau khi ăn cơm phải uống hồng trà, như vậy mới có giúp ích cho sức khỏe chứ. Hôm nay cực khổ cho con rồi, mau ngồi đi. Hôm nay thật là hạnh phúc, có thể hưởng thụ bữa cơm của Minh Châu chúng ta. Bữa tối là mỹ vị, còn có cả hồng trà để hưởng thụ. Tốt biết bao. Trước kia không phải luôn nói làm cho chú hay sao? Nhưng không có thời gian. Nhưng chú cứ yên tâm đi, sau này chỉ cần con có thời gian, mỗi ngày đều làm cho chú. Nghe được câu này của con là chú mãn nguyện rồi. Xem ra đình chỉ cũng là chuyện tốt. Chú à, cái đó còn hay không? Cái gì? Bức thư mà lúc nhỏ con từng đọc được, chính là bức thư mà anh trai chú gửi cho con gái. Còn, chú vẫn luôn cất giữ nó. Vậy có thể cho con xem không? Con cảm thấy lúc nhỏ mới đọc có một nửa, còn chưa xem xong. Gần đây lại đặc biệt muốn xem. Được, chú lấy cho con. Đình đình yêu dấu của ba, ngày sinh của con đối với ba quan trọng biết bao nhiêu. Cũng là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ba. Lúc con cất tiếng khóc chào đời, ba mẹ đều chảy nước mắt vui mừng. Bởi vì nhà chúng ta cuối cùng cũng có thành viên mới. Tiếng khóc của con rực rỡ như thế, nghe vào thoải mái như thế, khiến ba mẹ cảm thấy vô cùng ấm áp. Nụ cười của con sáng lạng như thế, rực rỡ giống như hoa hướng dương của tháng 7, tràn đầy năng lượng. Đình đình xinh đẹp động lòng người. Ba sẽ cố gắng thêm nữa để con sống một cuộc sống như công chúa. Cho dù tương lai đình đình của ba gặp khó khăn tới mức nào, con hãy nhớ đến bức thư ba viết cho con. Bức thư này ký gửi hy vọng của ba dành cho con. Ba tin rằng hạnh phúc vui vẻ sẽ mãi đi cùng con. Ba yêu con. Đình đình, sao con lại khóc rồi? Nào, mau mau lau nước mắt đi. Cầm lấy.
Được rồi, đừng đau lòng nữa. Có phải lại nhớ tới ba con rồi không? Không có. Đừng thương tâm nữa. Con chỉ là cảm thấy anh trai của chú viết bức thư này quá cảm động thôi. Chú, vậy ông ấy mất như thế nào vậy? Đại Sơn, em bây giờ làm thế có đúng không? Nếu là anh, anh có làm thế không? Rõ ràng biết rõ là mẹ ruột và chú ruột của mình, nhưng lại không thể nhận. Còn phải tiếp tục sống như thế hay sao? Chào mừng ghé đến. Chào mừng ghé đến. Bận sao? Sao anh đến đây? Hôm nay là cuối tuần, còn nhiều việc thế sao? Em là con gái ba em, cho nên làm việc vô cùng nghiêm túc. Có chuyện gì mau nói đi. Anh thấy hôm nay thời tiết không tệ, muốn đi đạp thanh, em đi không? Cùng em sao? Nhưng mà thấy em hình như rất bận. Hay là thôi đi, tạm biệt. Chờ đã. Anh thực sự đi đạp thanh sao? Nếu không thì sao? Sao cô lại đến đây vậy? Hôm nay tôi mời đến một người bạn. Anh Siêu, ông nội chờ con với. Anh Siêu, anh Siêu, chờ chút đi. Anh làm gì vậy? Đi đâu đó? Sao cô đưa lão già này đến đây? Lão già gì chứ? Người đó là ông của anh mà. Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng xin anh đừng có thế này được không? Cô hiểu cái gì chứ? Ông đã đem chuyện của ba mẹ anh nói cho tôi biết rồi. Lắm chuyện. Anh trước kia khuyên tôi như thế nào? Lúc tôi đau lòng buồn bã, là anh nói với tôi người nhà mãi là người nhà, mặc kệ thế nào tôi cũng phải quay về bên cạnh họ. Nhưng anh bây giờ thì sao? Ông cũng là người nhà của anh, anh tại sao đối xử với ông như vậy? Tình hình của tôi không giống với cô. Sao lại không giống rồi? Ông bây giờ là người thân duy nhất của anh. Ông ấy nuôi anh lớn thế này khó khăn biết bao nhiêu.
Anh bây giờ đối với ông ấy như vậy, ông ấy đau lòng biết bao. Đi nói chuyện với ông một chút được không? Không có gì để nói hết. Nếu ông ta sống tốt như vậy, ép chết hết cả nhà. Anh Siêu, ông, ông à. Đồ ăn phong phú như vậy, một người ăn cũng quá lãng phí rồi. Có những người thực sự con cháu vô lương tâm.